Nhá. Hôm nay mình ở đây sẽ có mặt tại đại lý Hyundai Ngọc Hồi. Mình sẽ cập nhật cho anh em những cái chính sách ưu đãi mới và giá mới của Hyundai Accent tháng 10 năm 2019 nhé. Bên cạnh mình đây sẽ là hai phiên bản Hyundai. Bên tay trái sẽ là bản Accent số sàn cũng lại chia thành bản thiếu và bản đủ. Với bản số sàn, bản thiếu giá sẽ là 425 triệu, số sàn bản đủ giá sẽ là 470 triệu. Bên phải mình đây sẽ là bản số tự động. Số tự động bản thiếu hay còn gọi là bản tiêu chuẩn ấy sẽ có mức giá là 500, và bản đặc biệt, bản đủ cao cấp nhất của Hyundai Accent sẽ có mức giá là 550 triệu, nhưng hiện tại thời điểm này được hỗ trợ trừ tiền mặt còn 540 triệu thôi. Với phiên bản Hyundai Accent này ấy, thì ví dụ như bản số tự động 540 triệu bản cao cấp nhất ở đây thì xe sẽ trang bị rất là nhiều, sẽ có cửa nóc này, có anten với cá, cửa gió điều hòa. Đây là những cái nâng cấp mới về cửa gió điều hòa cũng như là anten với cá, là những cái nâng cấp mới của cái phiên bản mới nhất bây giờ. Hiện tại các dòng Accent ấy thì anh em sẽ đều có trang bị là ở tất cả các phiên bản ngoại trừ bản thiếu số sàn thì đều có màn hình rồi, và là màn hình cảm ứng nhé. Xe sẽ có hỗ trợ cân bằng điện tử cũng như là hỗ trợ khỏe ngang dốc, có ABS 4 bánh rất là an toàn, và tất cả đèn sẽ là đèn bi halogen nhé. Trang bị cho anh em là đèn bi halogen. Với Hyundai Accent, anh em sẽ được vay là tối đa 90% giá trị xe, lãi suất là rơi tầm 0,8% trong vòng từ 5 đến 7 năm. Thủ tục anh em sẽ chỉ cần là chứng minh thư, sổ khẩu và đăng ký kết hôn là có thể vay được trả góp ngân hàng. Bên mình cam kết là hỗ trợ là hoàn toàn chi phí đăng ký, đăng kiểm cũng như là hỗ trợ các thủ tục để anh em ra biển được hoàn hảo nhất. Thì mọi cái thắc mắc cần tư vấn về giá xe cũng như hỗ trợ trả góp thì anh em có thể gọi theo số hotline ở dưới, đó là 0378 794 397. Mình xin nhắc lại, bản số sàn, bản thiếu sẽ là giá là 425, số sàn, bản đủ giá là 470, số tự động bản thiếu là 500 và số tự động bản đủ sẽ là 540. Anh em hãy gọi số hotline để được cập nhật chương trình ưu đãi cũng như cập nhật những hỗ trợ mới nhất. Cảm ơn anh em đã theo dõi video.